Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Cập nhật bảng xếp hạng giải Ngoại Anh tới ngày 27 tháng 9 như sau. Liverpool dẫn đầu với 14 điểm, Man City đứng thứ 2 với 13 điểm, Chelsea xếp thứ 3 với 13 điểm, Man United đứng thứ 4 với 13 điểm, Everton đứng thứ 5 với 13 điểm, Brighton đứng thứ 6 với 12 điểm nhưng mới đá 5 trận, West Ham đứng thứ 7 với 11 điểm, Aston Villa đứng thứ 8 với 10 điểm, Brentford đứng thứ 9 với 9 điểm, Arsenal đứng thứ 10 với 9 điểm, Tottenham đứng thứ 11 với 9 điểm, Watford đứng thứ 12 với 7 điểm, Leicester City đứng thứ 13 với 7 điểm, đứng thứ 14 là Wolves với 6 điểm, Crystal Palace đứng thứ 15 với 5 điểm, Southampton đứng thứ 16 với 4 điểm, Newcastle United đứng thứ 17 với 3 điểm, Leeds United đứng thứ 18 với 3 điểm, Burnley đứng thứ 19 với 2 điểm, Norwich City chưa giành được điểm nào đứng thứ 20. Lịch thi đấu vòng 7 giải Ngoại Anh như sau. Vòng 7 giải Ngoại Anh sẽ ra trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 10 năm 2021. Trong ngày mùng 2 tháng 10 sẽ ra các trận đấu. Vào lúc 18:30, Manchester United sẽ đối đầu với Everton. Vào lúc 21:00 sẽ ra 4 trận đấu. Đó là cuộc so tài của Burnley với Norwich City. Chelsea gặp Southampton, Leeds United gặp Watford, Wolves đối đầu với Newcastle United. Vào lúc 23:30, Brighton sẽ đối đầu với Arsenal. Trong ngày mùng 3 tháng 10 sẽ ra 4 trận đấu. Vào lúc 20:00 sẽ diễn ra 3 trận đấu. Đó là cuộc so tài giữa Crystal Palace với Leicester City, Tottenham với Aston Villa, West Ham đọ sức với Brentford. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu này là cuộc so tài giữa Liverpool với Manchester City vào lúc 22:30. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.